mụn trứng cá, mụn quanh mụn mà màu đen á, màu đen nha. Mà giống như bị mụn, bị tàn nhang thì lọt. Còn cái mặt nạ này là mấy chế nào mà xài mà như bị mụn, bị nám, bị tàn nhang thì mua nó về mà lột. Lột im lắm á. Cái này em có lột qua một lần rồi nè. Mà tại vì cái mặt của em thì nó không có bị mụn, nó không bị tàn nhang, nó cũng không bị nám, nó chỉ mụn đầu đen. Nó bị mụn đầu đen rồi, chị Nana nó cũng chỉ bị mụn đầu đen thôi, cho nên em lột ít lắm. Em hay lột là lột cái mặt nạ này. Còn mặt nạ kia thì chỉ dành cho những cái chị nào mà bị cái da mặt á, bị da mặt rồi, ghi cho chị Nana nè. À, còn cái mặt nạ, còn cái mặt nạ kia thì dùng cho những cái chị chuyên dùng cho những cái chị bị nám, bị thâm, bị tàn nhang. Lột. Trời, vậy mà không nói làm chị ngày nào cũng ra hỏi. Dạ em cũng không biết luôn á chị, tại vì hôm qua chủ em ổng mới lại gồng ổng mới lại ổng nói em là ổng gửi, em cũng biết luôn á chị. Thiệt á, tại vì em gửi về công ty cũng mấy ngày nay rồi chị Mai, em nói thiệt luôn. Em gửi đi mấy ngày nay rồi đó, em gửi đi mấy ngày nay rồi ở công ty á. Rồi ông chủ em ổng mới vừa giữ hôm nay, ổng mới vừa gửi hôm nay, ổng mới còn hỏi em, ổng mới đưa cái phiếu cho em cũng mới biết luôn á chị. Dạ chứ em biết là em nói khách đó nè, em biết em nói khách đó nè. Nhưng hồi nãy Nana đó ổng cũng gửi đi, ổng gửi cho mấy cái phiếu á, cái em biết cho em nói, tại em không biết hết chứ. Rồi cái này hôm nay hết giảm rồi, cái kem Opsen hết giảm rồi mấy chế ơi, kem Opsen hết giảm, nhưng mà bọn em vẫn bán rẻ hơn ở ngoài. Hết giảm nhưng mà bọn em vẫn bán với cái giá 800 khoai thôi à. Hết giảm rồi. Dạ em cảm ơn chị Mai. Hết giảm rồi cái kem Opsen trắng da nè. Thôi giảm có 2-3 bữa thôi, giảm cho mấy chế mua, mà tại không chế nào thích thì bọn em giờ bán theo cái giá mà bỏ xỉ bọn em cũng bỏ bán 800. Có đứa nó bán ra 2.000, có đứa nó bán 1.100 tùy à. Ai bán được cao thì người ta hưởng cao. À, em vẫn bán với cái giá 800 khoai, nhưng mà ai mua 2 hộp thì em bớt 100 khoai, là một hộp 800, 2 hộp 1.600, em chỉ bán với cái giá 1.500 thôi. Dạ, 2 hộp thì em vẫn bớt được, chứ một hộp là em vẫn bán giá 800, 2 hộp thì em bán 2 hộp 1.600, 1.600 thì em bớt còn 1.500. Cái này xài im lắm, cái Opsen này xài im lắm luôn á, công nhận luôn. Em nói thiệt với mấy chế là da nào hả,
da nào mà hay dị ứng nhất mua nó về mà xài cũng được luôn, nó lành tính cực kỳ luôn. Cái ốc sên này nó lành tính cực kỳ luôn, thiệt lòng mà nói. Rồi còn chế nào bị mụn nói em nha, hôm nay em xả kem trị mụn luôn, kệ, hôm nay em xả kem trị mụn luôn. Một tiếp như vậy hồi xưa em bán 200 khoai, bây giờ em bán 100 khoai cho mấy chế luôn á. Bây giờ em bán 100 khoai cho mấy chế luôn, một tiếp như